Ngày 22 tháng 10, tại tuyến đường quốc phòng ven biển Cẩm Lĩnh, Kỳ Xuân, một số vị trí mái ta luy âm của tuyến đường về phía biển mặc dù được kè bằng các khối đá hộc và bê tông, nhưng đã bị xé nứt toát, vỡ, sập lún, sạt lở thành từng mảng nằm ngổn ngang kéo dài cả chục mét. Do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều vị trí xung yếu trên tuyến đường quốc phòng ven biển nối liền xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên và xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở, sụp lún, đe dọa nguy cơ mất an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua lại. Đặc biệt, tình trạng sạt lở trên tuyến đường này còn tạo thành một hố tử thần sâu khoảng 2-3 mét, chiều rộng khoảng 3-4 mét ngay bên mái kè phía biển. Xung quanh khu vực miệng hố sâu này không có rào chắn và biển cảnh báo. Hiện tại, tình trạng sạt lở vẫn đang tiếp tục khoét sâu, tạo hàm ếch vào lòng đường và trở thành cái bẫy vô cùng nguy hiểm. Đã có nhiều khối đất, đá bị sói lở cuốn xuống đáy hố. Ngoài ra, dọc phía ta luy dương trên tuyến đường quốc phòng ven biển Cẩm Lĩnh, Kỳ Xuân cũng xuất hiện nhiều vị trí sạt lở. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh cho biết, việc khắc phục sạt lở và làm kè kiên cố bên tuyến đường quốc phòng ven biển Cẩm Lĩnh, Kỳ Xuân cần phải có nguồn kinh phí rất lớn. Tuy nhiên, nguồn ngân sách của địa phương thì không thể đáp ứng được.